thưa chú chị các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Marana của Tây Ban Nha để gửi đến quý chú anh chị những hình ảnh sau này. Thì phía sau mình lại là những cái khu vực chợ trung tâm nổi tiếng của thành phố Tây Ban Nha như thế nào, thì mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Thì ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ đồng hành với mình vào khu vực bên trong ở bên này để mình khám phá như thế nào nha. Đây là hình ảnh mình đi bước vào cái thành phố Barcelona của Tây Ban Nha để gửi đến quý cô chú anh chị xem những cái hình ảnh, những cái khu nổi tiếng của thành phố ở châu Âu như thế nào. Hiện nay mình đang đi khu vực này để gửi đến quý cô chú anh chị xem. Đây là những khu bán thực phẩm ăn uống khá là nhộn nhịp tại Tây Ban Nha quý cô chú anh chị. Thì cái tháng mùa đông này thì đổ về châu Âu, những cái nước Tây Ban Nha là một trong những điểm du lịch khách tham quan lớn nhất ở khu vực này. Đây là chỗ này là khu ăn uống này, quý khách món ăn và món nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Du khách khi đến tham quan Tây Ban Nha không thể bỏ qua cái khu vực chợ này. Trái cây bánh mứt khu vực này cũng khá là phong phú. Còn đây là cái quầy để bán những thức ăn các bạn. Trong đây thì rất là nhiều đồ trái cây tươi khô có đầy đủ các bạn. Là một trong những cái chợ nổi tiếng nhất tại đây. Bên Spain cũng có bán chôm chôm. Thì trong những ngày gần tới ngày Giáng sinh thì các du khách đổ về với những cái chợ thành phố của Tây Ban Nha để du lịch và khám phá những cái món ăn ngon lạ tại khu vực này. Như chú chị thấy là con khách du lịch quốc tế đến đây khá là đông. Đây là khu vực bán nhiều trái cây tươi các bạn, đủ loại rất ngon. Cái khu vực này rất lớn các bạn. Đây là đường bán nhiều thực phẩm, đồ ăn đồ uống tại đây rất nhiều. Hôm nay rất nhiều khách du lịch đến đây các bạn. Đây là những người còn ở bên đây là khu vực nước uống của chúng tôi, trái cây nước ép khá là phong phú và đa dạng. Ngoài ra ở đây là làm cái nhà sạch sẽ rất là ngon. Đến đây tham quan khách du lịch rất thích những cái chợ ở Tây Ban Nha. Cái món khô đông lạnh nổi tiếng của bạn tại chợ này. Đây là khô nha. Cái món ăn nhanh để du khách mình ăn. Dạ. Phải là khá là nhiều nha.
ngon không, rất hấp dẫn luôn. Ráng cái gì đó đủ ở khu vực này, nếu mà bà con ăn sẽ đến để chờ lựa chọn nước, trái cây, tươi. Bây giờ Chợ Miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý và chúc anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ. Và hãy đón xem những video kế tiếp của Chợ Miền Tây. Nếu có hay, hữu ích, hãy đăng ký kênh, nhấn chuông và cho mình một like. Xin mến chào, hẹn gặp lại quý và chú anh chị trong những video sau của mình. Xin tạm biệt.